người xưa vẽ bản đồ như thế nào? Bản đồ là một phát minh vĩ đại của loài người, có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên, để vẽ được một tấm bản đồ hoàn thiện và chính xác là chuyện không hề đơn giản. Ngày nay, nhờ những kỹ thuật hiện đại, chúng ta đã vẽ được những tấm bản đồ rất là chính xác. Thế nhưng thời xa xưa, trong điều kiện thiếu thốn và nền tri thức còn hạn hẹp, tổ tiên của chúng ta đã vẽ bản đồ như thế nào? Ngay từ thời kỳ nguyên thủy, con người tuy chưa có chữ viết, nhưng họ đã biết vẽ trên vách các hang động, những hình mô tả những hoạt động, nơi ở, đời sống của họ. Những hình vẽ đó không có lời giải thích, nhưng lại rất có ích đối với họ trong cuộc sống. Đó chính là những bản đồ đầu tiên của người xưa. Từ 4.300 năm trước, người Babylon đã tạo ra những tấm bản đồ bằng đất sét. Trên đó ghi chép rõ về quyền sở hữu đất đai, kích thước của những cánh đồng và khoảng cách giữa các thành phố của họ. Hơn 3.400 năm trước, người Trung Đông cổ đại đã hình thành kỹ thuật trắc địa để đo đất đai. Họ đã áp dụng toán học để đo khoảng cách, đo gốc, tính toán diện tích các thửa đất và độ dài những đường viên. Bản đồ cổ của người Trung Đông miêu tả sông hồ, núi và địa hình khá chính xác. Dựa trên bản đồ, các kỹ sư thời đó đã thiết kế những con đường, cây cầu cũng như thành phố và các tòa nhà của họ. Trên một bản đồ cổ này có tỷ lệ 1 inch khoảng 2,5 cm, ứng với chiều dài thực tế là 10 dặm khoảng 16 km, nghĩa là tỷ lệ xích 1/640.000, khá giống với tỷ lệ xích trong câu thành ngữ của người Việt cổ: sai 1 ly đi 1 dặm. Không chỉ đo khoảng cách giữa các thành phố, người cổ đại đã phát triển kỹ thuật đo khoảng cách lớn hơn. Hơn 2.300 năm trước, Eratosthenes, sinh năm 276, mất năm 194 trước Công nguyên, một nhà toán học người Hy Lạp đã tạo ra một phương pháp đo chính xác bán kính của trái đất. Ông dựa vào lượng giác và đo bóng ngắn của cọc cắm trên mặt đất tại hai thành phố khác nhau để mà tính toán. Ông được coi là người đã dùng từ địa lý đầu tiên như một môn khoa học mô tả trái đất. Eratosthenes cũng được coi là người đầu tiên nghĩ ra hệ thống kinh độ và vĩ độ của trái đất. Ông tính được góc nghiêng của trái đất so với mặt phẳng quỹ đạo, tính được khoảng cách chính xác từ trái đất đến nhiều hành tinh và vẽ bản đồ sao. Claudius Ptolemy, sinh năm 100 và mất năm 170, là nhà bản đồ học và cũng là một trong những nhà thiên văn học Ai Cập nổi tiếng nhất của thời đó. Ông đã nhìn thấy mục đích chủ yếu của bản đồ học là vẽ bản đồ bề mặt trái đất và vũ trụ. Trong các tác phẩm của mình, Ptolemy tiếp tục phát triển tư tưởng của tất cả các bậc tiền bối và tiên đoán con đường phát triển chủ yếu của khoa học bản đồ hàng trăm năm sau. Ông hiểu rằng bề mặt hình cầu của trái đất khi thể hiện trên mặt phẳng sẽ có sai số. Do đó, ông nêu ra các phương pháp xây dựng năm lưới chiếu bản đồ còn lưu truyền cho đến ngày nay. Ptolemy viết khá nhiều sách, trong các sách đó có sách hướng dẫn môn bản đồ rất là chi tiết. Nó gồm 8 tập địa lý học, trong đó ông không chỉ mô tả việc sản xuất bản đồ và cách thể hiện bản đồ, mà còn thống kê gần 8.000 tên gọi các đối tượng khác nhau như thành phố, núi, sông, vịnh. Các phương pháp này hiện nay vẫn được sử dụng trong khoa học bản đồ. Từ thời cổ xưa, các nhà bác học của Trung Quốc cũng đã biết dùng cọc để đo giờ, dùng thước có gắn ống thủy và quả dọi để đo, vẽ bên đồ. Nhà bản đồ cổ Bùi Tú, sinh năm 234, mất năm 171 trước Công nguyên, đã dựa vào tài liệu của các nhà bản đồ đời Hán để tạo nên bản đồ lãnh thổ Trung Quốc. Ông đã nghiên cứu bản đồ và đã đề ra 6 nguyên tắc về đo vẽ bản đồ. Vào thế kỷ thứ 2 ở Trung Quốc, đã có cơ quan chuyên môn đo đạc quốc gia chuyên đo đạc thành lập bản đồ. Năm 105, Trung Quốc đã sản xuất được giấy vẽ bản đồ. Thế kỷ thứ 8, người Trung Quốc đã phát minh ra la bàn dùng để tìm phương hướng và đo vẽ bản đồ. Sau đó một thời gian ngắn, người ta đã sản xuất hàng loạt bản đồ la bàn để phục vụ cho giao thông ở trên biển. Những kiến thức về địa lý và bản đồ đã được tích lũy trước đây, nay được bổ sung thêm các kiến thức về la bàn đã giúp cho con người tiến hành các cuộc thám hiểm dài ngày và đã phát hiện ra nhiều tài liệu quý báu về các vùng đất xa xôi, về các lục địa mà con người chưa hề đặt chân tới. Những phát kiến địa lý vĩ đại của thế kỷ thứ 15-16 đã bổ sung những tài liệu quan trọng cho khoa học địa lý và bản đồ, tạo tiền đề cho những bản đồ thế giới mới ra đời đầy đủ hơn, chính xác hơn trong các thế kỷ sau. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm.